Dạ em xin kính chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là phiên ngày 11 tháng 12. Đấy thì hôm nay em lại lên cho các bác một phiên bán hàng. Hôm nay thì em sẽ về rất là nhiều địa các bác nhé. Hôm nay em về Quý Phi Thanh Ngọc. Lô cực kỳ đẹp luôn, hàng siêu VIP các bác nhé. Lụ như trầu luôn các bác ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cái lô địa mà nó lại đẹp dã man luôn các bác nhé. Đó thì mong được các bác ủng hộ. Thì trên video thì em cũng có các loại địa như là Đại Mạc Lá Biên, Đấy, Hoàng Kim Bảo và Đai Châu chơi Tết. Đấy, các bác vào theo dõi video và ủng hộ cho em nhé. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Thì đầu tiên thì em có cỏi Zalo các bác nhé. Các bác có thể gọi qua Zalo cũng được. Thì đầu video hôm nay, hàng của em đây về em Quý Phi Thanh Ngọc các bác nhé. Đấy, Quý Phi Thanh Ngọc. Hoa màu xanh thanh ngọc, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn các bác nhá. Hoa cực kỳ bền. Đấy. Các bác nhìn này, em về được cái lô VIP loại A cộng các bác nhá. Đấy, nên các bác chú ý giúp em là hàng siêu VIP, hàng A cộng nhá. Đấy thì em sẽ lên trước cái mặt hoa cho cả nhà xem qua này. Đây các bác ơi. Đấy. Rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Bông có màu xanh xanh ngọc. Hoa cánh dày rất là bền hoa các bác nhá. Đấy. Đây ạ. Đây các bác nhìn này. Đó, mặt hoa thực tế luôn các bác nhá. Đấy. Thì các cái chậu của Quý Phi Thanh Ngọc thì hôm nay em về thì nó cũng có những chậu 6 ngồng, có những chậu 7 ngồng và có những chậu 8 ngồng. Đấy, 9 10 ngồng cũng có nhưng mà rất là ít. Đấy, đa số là 6 7 8 ngồng là nhiều. Đấy, đa số là 6 7 8 ngồng. Đấy thì em chia sẻ cho các bác. Chậu 6 ngồng em chia sẻ với giá là 360.000 cho chậu 6 ngồng các bác nhá. Đấy, chậu 6 ngồng thì rất là nhiều. Đấy, em chia sẻ chậu 6 ngồng. Đây, chậu 6 ngồng như này. Cũng rất là to rồi các bác nhá. Đấy, chậu 6 ngồng em chia sẻ với giá là 360.000. Đây các bác nhá, những cái que như này này. Đấy, là do vận chuyển là em cắm lên để cho đi đường vận chuyển đảm bảo. Còn các bác về, các bác có thể rút cái cành này ra, rút cái que cắm này ra để các bác chơi theo hướng rủ các bác nhá. Đấy, các bác là muốn chơi hoa hướng đứng thì các bác để nguyên que. Còn các bác muốn chơi hoa rủ tự nhiên thì các bác cứ tháo que ra. Đấy, thì là sẽ là hoa rủ rất là đẹp. Đấy, tùy người, các bác thích đứng, các bác thích rủ. Đấy, thì tùy nhá các bác nhá. Các bác về có thể uốn theo những ý thích của các bác. Đấy, chẳng hạn các bác uốn theo như cái chậu ở trên hình này cũng được các bác nhá. Đây, các bác có thể uốn như trên chậu như trên hình cũng được này. Đấy, vì là cái que này các bác có thể uốn theo cái ý thích của mình. Đây ạ. Đấy, hoa màu xanh rất là đẹp đây. Các bác có thể uốn cong như này đều được các bác nhá. Đấy, chỉ có là cái que này các bác thích uốn theo hướng nào đều được. Đấy, hoặc là các bác thích để thẳng chơi cũng được các bác nhá. Đấy, nói chung là hàng của em là hàng siêu VIP luôn, đẹp từ lá đến nụ luôn các bác nhá. Đấy, hàng đây các bác nhìn này, về cả gần trăm chậu các bác thoải mái sưu tầm luôn nhá. Đấy, cái mặt hàng bán rất là chạy luôn. Thì cái chậu 6 ngồng thì em sẽ chia sẻ cho các bác với giá là 360.000 cho một chậu. Chậu 7 ngồng thì em chia sẻ với giá là 370.000. Đấy, chậu 8 ngồng em chia sẻ với giá là 380.000 các bác nhá. Đấy. Đấy, bác nào lấy thì em sẽ nhặt cho các bác trước nhá. Ok chưa ạ? Giá cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, giá cực kỳ đẹp luôn. Đây và em có đôi 4 6 8, đôi 4 6 8 9. Những cái chậu em có một cái chậu hai cái chậu VIP 10 ngồng này. Đôi 4 6 8 10. Đôi 4 6 8 10. Đây, em có mấy cái chậu VIP 10 ngồng thôi, có 1 2 chậu thôi các bác nhá. Đấy thì những cái chậu VIP 10 ngồng này em chia sẻ với giá là 10 ngồng thì em sẽ chia sẻ với giá là 450.000 cho chậu 10 ngồng các bác nhá. Đấy. Có 1 2 chậu VIP thôi, 450.000 các bác nhá. Đấy, các bác nào nhanh tay thì đặt những cái chậu VIP 10 ngồng này. Đấy, 450.000 cho chậu 10 ngồng các bác nhá, duy nhất có một vài chậu thôi. Không có nhiều đâu ạ, còn đâu đa số là loại 6 ngồng. Đấy, các bác đặt hàng thì báo em nhá. Đây, lô rất là đẹp luôn các bác ạ, đẹp từ lá đến hoa, lụ như trấu luôn các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm để ủng hộ cho em. Đây, chẳng hạn đây, như cái thân bông của nó tại nhà đây kìa, nó còn mới trúng thôi các bác nhá. Bông cực kỳ bền luôn các bác ạ. Đây, đó. Bông đẹp chưa? Màu xanh ngọc các bác nhá. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên các cái mã của Đai Châu. Đây ạ. Sẽ lên Đai Châu. Em sẽ lên Đai Châu nhá cả nhà ơi. Đấy, Đai Châu hàng thì hàng lá mít, có hồng cánh sen và đỏ các bác nhá, có hồng cánh sen và đỏ.
Em lên cái cặp mã 1 này là cặp hồng cánh sen này, đang có lụ hàng lá mít bản lá siêu to nhá. Bản lá siêu to luôn. Đấy, cái mã mít này là cái mã cặp mít hồng cánh sen mã 1, em chia sẻ với giá là 500.000 cho cái mã 1 này các bác nhá. Mã 2. Đây ạ, cũng một cặp hồng cánh sen. Đấy, em cũng chia sẻ với giá là 500k cặp 2 cây luôn các bác nhá. Toàn bộ là hàng lá mít bản lá to như là cái lá tai voi các bác ạ. 500k cho cặp mã 2 nhá. Mã 3 là một cặp đỏ. Đấy, mã 3 là một cặp đỏ này, em chia sẻ cái mã này cũng là 2 cây mít luôn các bác nhá. Đều đang lụ hết. Đấy, mã 3 này em chia sẻ với giá là 500k các bác nhá, 500k cho mã 3. Mã 4 cũng một cặp đỏ này. Đấy, 2 cây lá siêu mít luôn các bác ạ. Em cũng chia sẻ với giá là 500k các bác nhá. Và đây em có 2 cái cặp của Đai Châu. Em có mấy cái cây này em lỗi nhẹ em bán thanh lý luôn nhá. Đấy, cái cây này thì là cây đỏ đỏ sắc pháo, đỏ đốm này các bác này. Đấy, cây này nó là cái size to, em chia sẻ là 450 cơ, nhưng mà đây nó lỗi nhẹ các bác nhá. Đây, nó cắt tí lá với cả nó có một tí khô thôi, tí sẹo khô các bác nhá. Thế cái cây này em chia sẻ hôm nay luôn với giá là 220.000 cho các bác nào sưu tầm này, hai ngồng hoa chơi Tết rồi các bác nhá. Đấy, đang có hai ngồng rồi, lá mít nhá. Và cái cặp này của em là cặp cái màu này thì em màu trắng thì không phải, chắc chắn là không phải trắng. Đấy, một là màu vàng, hai là màu xanh các bác nhá. Đấy, cái màu này thì cái cặp này sổ cho em. Nhưng mà cái nụ của nó rất là xanh các bác này. Đấy. Nụ đây các bác này. Đấy, có hai nụ, cái chậu này hai nụ. Đấy, thì em chia sẻ cái cặp sổ số này, một là vàng, hai là xanh, em chia sẻ cái cặp này với giá là 220.000 luôn các bác nhá. Đấy, các bác lấy thì chốt cho em ạ. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà mấy cái mã của cô Rakoki. Đây ạ. Mấy cái mã của cô Rakoki này. Chỗ Koki mã 1 này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Koki thì như các bác đã biết hoa của nó rất là thơm đẹp luôn các bác ạ. Thơm. Đó. Bông Koki nở tại góc vườn nhà em luôn các bác này. Đó. Bông rất là đậm hoa thơm nhá. Đó thì cái mã 1 này em chia sẻ với giá là 450.000, chọn lấy 2 cây luôn các bác nhá. 450.000. Nói chung là cái giống Koki bây giờ nó giá em thấy trên thị trường nó cũng rất là cao. Đấy. Nó hot lắm, cái thị trường Koki bây giờ nó rất là hot. Đấy, đây là nhập đầu vào bây giờ cũng rất là cao. Đây em nhập cái lô này phải đến gần 2 năm nuôi thuần rồi. Nên là bán này gọi như là bán giao lưu để tương tác thôi các bác nhá. Chứ còn thì thật sự là lấy công làm lãi thôi ạ. Đấy, 450.000 cho mã 1 chậu 2 cây luôn các bác nhá. Chậu này là 2 cây. Đấy, 450 mã 1. Mã 2. Đây, VIP chưa cả nhà ơi. Lá không phải nghĩ luôn các bác nhá. Chất lá cực kỳ đẹp luôn. Cái cây bên này nó là cái dòng, có một cái cây này lá nó to dã man luôn, lá 5 sen luôn các bác nhá. Lá này to chưa? Đấy, cây này nó là cây côn lùn, cây lùn thì các bác ạ, nhưng mà lá nó là lá siêu to luôn. Đấy, thì cái mã 2 này các bác chốt cho em với giá là 700k cho mã 2 các bác nhá, 700k cho mã 2. Mã 3. Đây, mã 3 mới gọi là mã đẹp. Đấy, cây to chưa cả nhà ơi. Bác nhìn những cây Koki này. Nó đẹp lắm là đẹp luôn các bác nhá, chất lá của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây có cái con này nó dáng cong. Đấy, nhưng mà cái chất lá thì lá này phải được tầm 5-6 sen luôn các bác nhá. Đấy, được cây Koki như này rất là ít luôn các bác ạ. Không có nhiều đâu ạ. Để mà cây Koki mà lá nó dày như lá Đai Châu. Đấy, xong bản lá to như này nó cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, thì cái cây Koki riêng cái mã này là các bác chốt cho em với giá là 750 cả nhà nhá. 750 cho cái mã. Các bác chốt cho em là mã cong đi. Mã cong 750 nhá. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chậu địa lan tiểu thư Hàn Quốc. Đang có lụ đây các bác nhá. Đang có, nó đang lên lụ này. Cái dòng này nó dễ lụ thế chứ lị. Lùi cái dòng này em thấy nó cứ lên liên tục luôn ý. Đấy, địa lan tiểu thư Hàn Quốc. Nó sẽ có bông màu đỏ ấy các bác này. Bông của nó sẽ có màu đỏ như này. Hoa rất là thơm các bác nhá. Đấy, đang lên lụ rồi này. Cái chậu em còn một chậu duy nhất. Em chia sẻ cái chậu này với giá là 250.000 cho cái chậu tiểu thư Hàn Quốc này các bác nhá. Hoa đỏ. Đấy, 250.000. Thì hôm nay em có mấy cái chậu của Quốc Sắc Thiên Hương. Đây, hoa như hình đây. Nhưng mà nói chung là em bán giống thôi. Em còn hai chậu em bán lốt này. Đây bên trong này cũng còn lụ này. Đây cũng hoa của nó này các bác này. Đấy, hoa rất là đẹp bền các bác nhá. Đấy thì em sẽ bán giống cho các bác nhá. Hôm nay chia sẻ lỗ luôn. Đấy, còn duy nhất hai chậu, một to một nhỏ. Thì cái chậu to này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho chậu này luôn các bác nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, bán giống cho các bác luôn, 150 cho chậu này nhá. Với cái chậu này đấy, cũng là Quốc Sắc Thiên Hương. Cái chậu này thì bác nào lấy thì em để với giá là 60.000 luôn nhá. 60.000 luôn. Đấy, bác nào lấy thì chốt cho em. Bác nào lấy cả hai thì em sẽ cả to cả nhỏ này em để lốt là 200k luôn nhá. Đấy,
lấy đi ủng hộ em. Tiếp theo thì em sẽ có đây các cái dòng của Đại Mạc Lá Biên, hàng chuẩn Tết cho em nhá. Nói chung là cái dòng này nó là địa truyền thống, nó rất là dễ chăm, hoa đẹp, hoa thơm và toàn bộ lá là hàng lá phát tài các bác nhá. Hoa sẽ có màu nâu đỏ, hoa rất là thơm các bác nhá, cái dòng địa truyền thống. Và tất cả các chậu của em đều đang có lụ các bác ạ. Đây, các cả chậu đều đang có lụ hết nhá. Em chia sẻ cho các bác Đại Mạc Lá Biên với giá là 280.000 cho một chậu. Đấy, số lượng rất là nhiều nhá. Các bác sưu tầm thì gọi điện qua cho em nhá. 280. Đấy, còn Hoàng Kim Bảo, hoa có màu xanh giống hoa của Thanh Ngọc các bác nhá. Hoa cũng rất là thơm và cũng đang có lụ rồi. Em chia sẻ với giá là 300k cho một chậu Hoàng Kim Bảo nhá. Hoàng Kim Bảo là 300. Đấy. Tiếp theo. Lên tiếp cho các bác đây em có hai cái giò của nhạn 4N. Đây ạ, hàng thuần vườn như này nhá, mỗi một giò là 3 cây. Đấy, hàng nhạn 4N nhá. Rất là đẹp này. Đấy. Đây có 3 cây này. Đấy, hai giò. Em chia sẻ cho các bác với giá là 900k cho một giò nhá. Đây, cái giò mã 1 thì rất là đẹp này. Đấy, có một con, hai con dáng móc câu. Đấy, bên này cũng có hai con dáng móc câu này. Đấy, với một con bên này là con thẳng. Đấy, 900k cho một giò nhá. Đấy, hoàng nhạn 4N. Hàng thuần trụ, rất là lâu năm rồi. Đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, mặt trời Bangkok hoa đỏ, mặt trời Bangkok hoa đỏ em chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu. Cái dòng này ưu điểm của nó là cực kỳ dễ chăm. Hoa quanh năm, một năm khoảy đến 2 3 4 5 lần hoa luôn các bác nhá. 250.000 cho một chậu mặt trời Bangkok hoa đỏ. Các bác lấy chậu cây đôi thì là 480.000 các bác nhá. 480. Và đây em có một cái giò trầm tím rừng Điện Biên. Đấy, bán lốt cho các bác với giá là 350.000 luôn này. Cái chậu này bình thường em bán là 400 thì nó chậu to. Đấy, hôm nay còn một giò trầm tím rừng Điện Biên này sell lốt với giá là 350 luôn các bác nhá. Đấy thì thời lượng video của em đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những phiên video tiếp theo nhé.